Bố sao vậy em? Bố bỏ đi rồi. Lỗi tại em. Lỗi tại em anh ạ. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Đừng có khóc nữa. Bố có làm sao thì là tại em hết. Tại em hết. Em đừng có khóc nữa. Lúc này để em cần phải bình tĩnh. Em hiểu không? Không phải chỉ một mình em có lỗi, mà kể cả anh cũng là người có lỗi. Ở ngoài đây gió máy, để con vào nhà đi. Tôi bây giờ thế này nhé, mọi người cũng đã đi tìm cả đêm rồi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ chờ đến sáng mai xem có tin tức gì mới không. Anh Sơn là người lớn nên anh ấy sẽ không làm gì quá bốc đồng đâu. Nói để mọi người chia sẻ. Ở đây tôi là người đồng cảm với anh Sơn nhất, bởi vì tôi cũng là gà trống nuôi con. Trước đây, khi thằng Bảo bị đánh đến mức độ phải nhập viện, thì tôi mới nhận ra rằng tôi chiến đấu ở trên mạng để làm gì. Khi mà ở ngoài đời, tôi không bảo vệ được chính con trai của mình. Tôi thấy hoài nghi về chính bản thân mình và cảm thấy bất lực vô cùng. Lúc đó, tôi rất cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại những sai lầm của bản thân. Và tôi nghĩ chú Sơn bây giờ cũng đang ở trong một giai đoạn nào đó. Chú cần một nơi yên tĩnh để bình tâm lại. Anh cũng nói đúng. Đàn ông thường là như vậy. Khi thất bại thì họ thường muốn một mình để mà suy nghĩ. Anh nghĩ là đó là suy nghĩ tích cực để chuẩn bị cho sự ra đi. Chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng nhớ, muốn xảy ra chuyện gì thì sao? Yên tâm đi, bố còn ba cô công chúa mà. Bố sẽ không để cho ba cô công chúa của mình phải buồn đâu nha. Cho bố thêm chút thời gian nữa.